Siêu phẩm mọi người nha. Hai mẫu loa trước mặt mọi người đây thì là hai chiếc loa 4 tấc. Theo em đánh giá thì là hai chiếc loa đáng mua nhất tháng 5 2021 mọi người nha. Thì như mọi người đã biết thì chiếc Marocin VK15 Super thì nó quá nổi tiếng trên thị trường hiện nay rồi đúng không ạ? Còn đây bên tay phải em là chiếc BET BT6800 Pro. Thì mẫu loa hiện nay thì tại bên thương hiệu BET người ta mới ra thôi mọi người nha. Chiếc loa này thì nó cũng như chiếc quần sinh thì cũng sở hữu một bass và một jack. Còn đặc biệt thì hai chiếc loa chỉ khác ở nhau một điểm mọi người nha. Đó là bo mạch của loa. Bo mạch của chiếc BET BT6800 Pro thì là có tích hợp reverb, còn chiếc quần sinh thì không có mọi người nha. Rồi sau đây em sẽ mở nhạc và thử mic để mọi người cảm nhận và đánh giá. Thì sau đây mời mọi người theo em tìm hiểu tại sao hai chiếc loa này là được đáng mua nhất năm 2021. Thì em kết nối bluetooth vào chiếc loa của Sinh rồi, thì sau đây em sẽ mở một đoạn nhạc bolero, sau đó em sẽ mở một đoạn nhạc công suất lớn để mọi người nghe và cảm nhận nha. Rồi sau đó em sẽ test qua chiếc BET BT6800 Pro. Em sẽ mở một bài nhạc giống nhau trên hai chiếc loa mọi người nha. Rồi sau đây mời mọi người đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm tốt hơn nha. Quanh có hoa ngồi dài
Vâng, chủ đề là chất âm của hai chiếc loa của mình nha. Hai chiếc loa đánh em cảm thấy quá là mạnh luôn. Hai chiếc thật sự là không cứ chọn được chiếc loa nào luôn mình nha. Mấy người còn mọi người có đánh giá và cảm nhận như thế nào thì cho em xin một bình luận phía dưới nha. Thật sự thì những chiếc loa một bát một chế thì nó quá là hay rồi mọi người nha. Rồi sau đây em xin test hai mic của hai loa luôn mọi người nha, để cho mọi người có cảm nhận và sự đánh giá cũng như là lựa chọn hợp lý hơn cho mình nha. Chiếc Beats BT 6800 Pro thì mic có tích hợp treble mọi người nha. Còn chiếc bên đây thì chiếc Bluetooth sinh thì là không có. Rồi sau đây em xin test một đoạn karaoke ngắn để cho mọi người cảm nhận nha. Rồi sau đây mọi người đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm mic của chiếc Beats BT 6800 Pro trước nha. Hai mẫu loa theo em đánh giá thì đáng mua nhất thời điểm tháng 5 2021 trên thị trường hiện nay luôn mọi người nha, rất là hay luôn. Chiếc Beats BT 6800 Pro em cảm nhận là mic hay hơn và có độ reverb nên mic rất là nhẹ, hát rất là dễ, đỡ tốn hơi hơn mọi người nha. Còn chiếc Bluetooth sinh thì nó không tích hợp reverb thì nó không có nhẹ bằng chiếc Beats BT 6800 Pro mọi người nha. Theo cái đó là theo quan điểm và đánh giá của em sau em khi em thử nha. Còn mọi người có đánh giá như thế nào thì cho xin một bình luận phía dưới. Nếu mọi người cảm thấy yêu thích thì mọi người cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Và nhân đây, Loa Kéo Long Phát cũng xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Loa Kéo Long Phát trong suốt thời gian qua. Địa chỉ của bên em là 216 Lê Văn Cương, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mọi người có thể đến và cửa hàng và xem và test loa thoải mái nha.
mọi người cần tư vấn hoặc thắc mắc gì thì mọi người vui lòng liên hệ số hotline cũng như là Zalo là 0965885716 và đang có thể giải đáp thắc mắc cho mọi người nha. Rồi sau đây em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.